Tưởng tôi đi ăn phải không? Ai rồi nha, hôm nay dẫn mọi người lên đồ đi chụp hình súng xính, sẵn tiện nhậu với hội chị em luôn. Quán này làm theo phong cách hơi Đài Loan xíu, cái cốc sống ảo đổ đèn xuất sắc luôn. Bây giờ là theo dạng nhà hàng nên ngồi hẹn hò góc này cũng rất là xinh, không hơn thì ngồi bàn tròn, còn thất tình thì ngồi góc này đó. Dạo vòng vòng quá trời góc. Ly đầu tiên là vị đào tên là Mary Me, vì tên là Mary Me nên đặc biệt là cái ly này sẽ đựng cho một cái hộp mà có nhẫn luôn. Ly còn lại là Sakura với lại Taiwan nha. Hình thức trình bày rất là đẹp, đồ uống là một chuyện nhưng mà đồ ăn cũng rất là đa dạng luôn. Món nên gọi là tôm trái thơm, gà chiên chua ngọt, cơm thịt Đài Loan, những cái món mà hồi lúc mình ăn ở Sing á cũng phổ biến. Rồi bắt đầu review ha. Bò phô mai này nên ăn nóng nha mọi người, bò mềm nên đến đậm đà, ý cua thì mình thấy cũng ổn, không có gì đặc biệt lắm, không có được béo lắm á mọi người. Ra đồ ăn vậy thì dẫn người yêu đi hẹn hò Noel này cũng hợp lý. Món mình mong chờ nhất là Doritos chấm với sốt bơ với lại sốt salsa giòn rụm luôn. Mình mê nhất là da gà chiên với lại cái phần tôm sốt trái thơm, béo béo ăn đã dễ sợ, chua xíu nữa là ngon nha. Cơm thịt Đài Loan hơi ít mùi thuốc bắc, thể món này ăn giống cơm thịt kho hơn. Vô một cái món cocktail đang ngon thiệt sự. Bỏ 500 sàn để đổi lấy view triệu đô, liệu có đáng không? Tới Noel rồi, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đến một địa điểm khá phù hợp cho việc hẹn hò dịp Noel này. Đầu tiên thì mọi người đến Vinpearl Luxury, báo y tế và đi thang máy lên tầng 48. Đó thì mình sẽ đổi thang máy lên thẳng tầng 75. Tuy nhiên không quên công cuộc tia trai. Trời ơi, sao trai trên đây đẹp dữ. Và đây chỉ cho mọi người một không gian siêu đẹp luôn. Buổi tối ở đây lên đèn lung linh, còn được cái view thành phố quá là đã. Tôi thấy đa số mọi người đi buổi sáng thôi, tôi thử đi buổi tối coi sao. Có một không gian ngồi ngoài trời, vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh, có luôn những cái booth chụp hình khá là xinh xắn. Khu này là phần tầng 2 nè. Tối nếu mà muốn có chỗ đẹp thì mọi người nhớ đặt bàn trước nha. Rồi hãy cùng tôi ngắm một vài view thành phố. Chiều chưa? Bây giờ đi thứ 2, 3, 4 sẽ được tặng sô-cô-la nóng nữa. Khi này nhớ em tôi gọi là popcorn, tôi thì gọi combo family, hai loại trà và một loại bánh. Đèn Noel nên mùi trà cũng sẽ hơi quế tí xíu. Sô-cô-la được tặng này ngon xỉu luôn. Cá nhân tôi thấy 500k hai người cho cái view này khá là xứng đáng. Mình thử bánh xíu nha. Chua béo béo. Vì là nhân dịp Noel sẽ có hoạt động vẽ bánh gừng. Em tôi nó định vẽ thành hình cây thông Noel, một hồi kem chảy. Đây là hình trên mạng so với thành quả này trời.